nghiêm áo chỉ dòng tận hoàng nguyên quán người dạng là pháp sư tịnh không dạng tài giảng đường hoa nghiêm thời gian mười tháng bảy 2008 Tập 19 Chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời các vị xem Tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán Chúng ta từ nơi đoạn thứ tư Hành tứ đức Xem từ Tiết thứ hai oai nghi trụ trì hữu tác đức chúng ta tiếp theo kinh văn hôm qua xem từ hai câu nói mà đại sư vận dụng trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, Giới thì vô thượng bồ đề bổ, ưng đương cụ túc trì tịnh giới. Đây là Thế Tôn đã nói ở trên Kinh Hoa Nghiêm. đặc biệt đề cao then chốt của giới luật ở trong phẩm 39 của Kinh Hoa Nghiêm. Chỗ nào cũng đều có thể xem thấy. Vì sao Phật tổ lại đề cao đến như vậy? Chúng ta có thể từ nơi trong đánh đức oai nghi trụ trì thì có đức trong đó thể hội được tường tận nó chân thật là quan trọng đó là việc lớn không phải là việc nhỏ khi nói giới thì chúng ta cần phải nghĩ đến đệ tử quy chính là giới căn bản đệ tử quy là ứng dụng của thập thiện nghiệp đạo ứng dụng ở đâu vậy ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm lời nói việc làm cho nên có thể đem đệ tử quy ứng dụng một trăm phần trăm thì giới của chúng ta đã có gốc nếu như không làm được thì giới của chúng ta không có gốc vì vậy ngày nay phật pháp suy yếu vì sao phật pháp suy yếu vậy chính là xem nhẹ giới luật bạn xem thích ca mâu ni phật giảng cho chúng ta Pháp dẫn của Thế Tôn Ngài có ba giai đoạn. Cái ý nghĩa này rất sâu. Thời kỳ chánh Pháp giới luật thành tựu. Trì giới thì có thể đoạn ác, thì có thể chứng quả vì sao vậy giới luật của họ thanh tịnh giới luật thanh tịnh thì tâm thanh tịnh không có nghi hoặc không có băn khoăn được tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Chỉ ít Chứng được A-la-hán Chúng ta tin tưởng Có không ít người Chứng được quả vị Bồ-Tát Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ đương nhiên những sự việc này khẳng định là có liên quan nhân duyên của nhiều đời bất cứ một người tu hành nào không phải là một đời một kiếp mà là thành tích tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp từ nơi đây mà thấy rất khó tìm được hai người hoàn toàn giống nhau vì vậy nghìn trùng khác biệt khi chân thật giống nhau đến tận thứ cao nhất là thành phật rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta đã hoàn toàn buông bỏ thì giống nhau chính là phật phật như nhau tư tưởng giống kiến giải giống ngôn hành giống không thứ nào không giống tuy giống ứng hóa ở mười pháp giới cái biểu hiện ra thì mỗi mỗi không giống nhau đó là vì sao vậy việc này chúng ta rất tường tận chính bởi vì cơ cảm không giống nhau căn tánh của chúng sanh không như nhau ứng hiện của phật bồ tát cũng không giống nhau hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức thế thì giống dụng thì không giống lý thì giống sự thì không giống cái đạo lý này chúng ta phải hiểu cho nên nhất định tin tưởng lời giáo huấn của Như Lai. Hai câu nói này phải thường thường ghi nhớ ở trong tâm. Giới thị vô thượng bồ đề bổn. Ân đương cụ túc trì tình giới. Tình chính là viên bản nhất định không có khiếm khuyết viên bản là không dễ sau khi đến thuần thục mới có thể viên mãn vì vậy bạn mỗi ngày học mỗi ngày có tiến bộ không những ở nơi hành môn đã có gốc rễ ở nơi giải môn cũng chân thật xây dựng được nền móng cái giải này là chính bạn thể nghiệm tâm đắc hiển lộ không phải là sự truyền miệng. Không phải là do nghe lại. Là từ nơi trong tâm tánh của bạn lưu lộ ra. Chính là phải làm thật. Phía sau, dạng đến Kinh Phạm Võng, nêu thí dụ trong Kinh Phạm Võng. Đại sư dẫn chứng trong Kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng nói rằng, Di trần Bồ Tát chúng, do thị thành chánh giác. kinh phạm võng là giới kinh của bồ tát nói với chúng ta rất hay di trần bồ tát chúng đó là nói mười phương ba đời chúng sanh người tu hành chứng quả quá nhiều không cách gì tính đếm được chúng ta xem thấy năm chữ này tự mình nghĩ lại có thể không sanh hổ thẹt hay sao trong di trận bồ tát chúng này có ta trong đó hay không thành chánh giác chính là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cứu cánh phật quả họ làm thế nào để thành do thì Hai chữ này chính là trì giới Chính là Bồ Tát giới Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật thường nói với chúng ta Một chính là nhiều, nhiều chính là một Một và nhiều không hai Một di trần Có thể bao hàm không và có mỗi một giới điều đều đầy đủ tất cả giới đầy đủ giới viên mãn đây là thật không phải là giả nếu như bạn chân thật hiểu được đại thừa tám giảng tiểu thừa ba ngàn thì bạn liền hiểu hết một là tất cả tất cả là một nếu như xem thường với nhỏ thì chúng ta liền biết đó chính là thì chúng ta liền biết đó chính là chướng ngại thành chánh giác. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? Bởi vì giới nhỏ cũng là lưu xuất từ tánh đức. Lưu xuất tự nhiên. Chúng ta xem thường là trái với tánh đức trái với tánh đức thì tánh đức không viên mãn vậy thì làm sao có thể thành tựu đạo lý chân thật ngay chỗ này không phải là thích ca mâu ni phật có yêu cầu khó khăn đối với chúng ta không phải vậy thứ này là tự tánh vốn sẵn như vậy vốn dĩ chính là như vậy thì chúng ta cần phải chiếu như vậy mà phục hồi vậy thì không sai cho nên chúng ta nhất định phải ghi nhớ thích ca mâu ni phật cho đến tất cả chư phật bồ tát tổ sư đại đức không hề sáng tạo không hề phát minh người hiện tại nói là sáng tạo các ngài hoàn toàn không có sáng tạo cũng không có thủ cựu cũng không vì sao vậy mới cũ là đối lập trong tự tánh không có đối lập pháp chính là như vậy pháp nhĩ như thị vậy thì mới đúng cho vì chúng ta mê mất đi tự tánh cho nên có rất nhiều tâm bệnh phát sanh mê mất tự tánh rồi quay về tự tánh vốn dĩ là vậy quay về tự tánh liền thành chính giác liền chứng được vô thượng bồ đề vô thượng bồ đề vốn dĩ chính là quay về tự tánh tự tánh viên mãn đầy đủ Đại sư Huệ Năng nói rất hay vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động năng sanh dạng pháp phía sau lại dẫn trong khởi tính luận nói rằng vị tri pháp tánh thị vô hủy cấm thị cố tùy thuận pháp tánh hành thi ba la mật sở vị bất sát bất đạo bất dâm bất vọng ngữ thi la là, là tiếng phạn dịch thành trung quốc thì gọi là giới luật pháp tánh chính là tự tánh chính là bổn tánh trong pháp tánh không có đối lập hủy cấm là phạm giới Cấm là cấm giới Là ngăn cấm Không làm được Thí dụ phía sau như Sát đạo dâm vọng Trong tự tánh không có Những thứ này từ đâu ra vậy? Từ trong phiền não tập khí mà ra trong dục giới có thì ở trong sáu đường sắc giới thì không có vì sao gọi là sắc giới họ không có dục cái gì là dục có năm loại lớn năm dục tài sắc danh thực thùy đến sắc giới thì không còn tài không có người tham tài nữa cũng không có người tham danh cũng không có người tham sắc không có cái ý niệm này đều không có thậm chí đến ăn uống ngủ nghỉ đều không cần đều không có Người cõi trời sắc giới mỗi ngày làm cái gì? Mỗi ngày đều ở trong định. Cái định này không phải ngồi xếp bằng, quay vào dách. Không phải vậy. Mà là thế nào? Đi đứng nằm ngồi. Họ không phân biệt. Họ không có chấp trước. Cái phân biệt chấp trước là đối với năm dục sáu trần. Họ không có. Trong năm cõi không có chấp trước. Trong sáu trần không có phân biệt. Là trời sắc giới. Đó là hưởng thụ chân thật. Là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Thế nhưng họ có sắc Hay nói cách khác Họ có đời sống vật chất Họ có đời sống tinh thần Họ có tham sân si mạng Lời nói này là nói với chúng ta Không phải nói với người chân chính tu hành Đối với người chân chính tu hành họ không khởi tham sân si mạng. Không phải không có, có. Chỉ là không khởi hiện hành. Vì sao không khởi hiện hành? Do định khống chế. Trong Phật pháp gọi là định cộng giới. Người có định không thể phạm giới. Họ đã bị mất định. Khi mất định phiền não tập khí của họ lại hiện hành Họ không phục được Không khống chế được Phiền não của họ lại liền phát tác Không những sắc giới như vậy Dù sắc giới cũng không ngoại lệ Đều là công phu thiền định Khống chế lấy dù sắc giới Ngay đến hình tướng vật chất Cũng không có Chúng ta gọi họ là linh giới Phật Pháp gọi họ có thần thức Họ không có dục thân Đó là phàm phu cao cấp trong sáu cõi lão tử có cái lý tưởng này thế nhưng ngài không làm đến được ngài nói ngô hữu đại hoạn di ngô hữu thân ngài nói ta có mối lo lớn nhất là cái gì vậy vì ta có cái thân này nếu không có cái thân này tốt biết mấy bạn xem không có cái thân này mà nói cũng không cần phải mặc quần áo cũng không phải ở trong nhà cũng không cần phải ăn uống bạn xem vậy tốt biết mấy Lão tử có cái lý tưởng này Thế nhưng trong tôn giáo học thuật của Ấn Độ Họ làm được Họ tu thiền định Tu đến tứ thiền bát định Tứ thiền Lại nâng cao lên đến tứ không định Đến tứ không định Trong lý tưởng của Lão Tử đã thực hiện Thật đã thực hiện Đây là do sức định hàng phục phiền não. Sức định của phi tưởng phi phi tưởng thiên là tám dạng đại kiếp. Cũng chính là thọ mạng của họ. Khi đến tám dạng đại kiếp, định của họ sẽ bị mất. Sau khi mất đi, phiền não của họ lại sẽ nổi lên. Vậy thì không còn liên tiếp được nữa phi tưởng phi phi tưởng thiên là cao nhất khi không thể lên nữa thì họ liền bị đọa xuống chúng ta xem thấy ở trong kinh phật phật giới thiệu cho chúng ta cái chân tướng sự thật này thật là ngàn ngữ trung quốc có câu leo càng cao té càng nặng. Đến nơi cao như vậy. Khi mất định lực rồi, Phật đói, phần nhiều rơi vào địa ngục A Tỳ. Từ nơi cao nhất rơi xuống nơi thấp nhất. Vì sao vậy? họ tạo ra tội nghiệp cực trọng tội nghiệp này là hủy bán tam bảo bởi vì đến chỗ cao như vậy họ tự cho rằng đã chứng được đại bác biết bàn tự cho là thành phật rồi Chân thật là không sanh không diệt Làm gì biết được Tám dạng đại kiếp đến rồi Phát hiện ra không được Phiền não lại khởi hiện hành Định lực lại không hàng phục được Đó là do gì vậy? Tất cả chư Phật như Lai đã nói Đó là giả, không phải là thật Ta đã chứng đến vị thứ cao đến như vậy vì sao có thể thối thất được Khởi lên cái hoài nghi này Đối với tam bảo Mất đi tính tâm Nghiệp báo này Đọa địa ngục A Tỳ họ không biết đó không phải là cảnh giới cao nhất cái cảnh giới đó cần phải đột phá cho nên có người thông minh bậc nhất tiểu thừa a la hán họ tiếp tục tinh tấn tu thiền định tầng thứ cao hơn lên trên kinh lăng nghiêm gọi là đệ cửu định siêu diệt sáu cõi đi cửu định Trong sáu cõi định cao nhất là bát thứ đệ định. Vì vậy đệ cửu định mà nói thì siêu diệt. Thì mới chân thật thành tựu. Nhất định không thể đọa lạc đến sáu cõi luân hồi. Sau khi đi rồi thì sẽ không quay lại Đó chính là dĩnh thoát luân hồi Khi trở lại trong luân hồi Là dùng thân phận của Bồ Tát Đến giáo hóa chúng sanh Chúng sanh có cảm Các ngài có ứng cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Không phải ngày bị đọa lạc. Sự việc này, có rất nhiều người không biết. Vì thì chúng ta cần phải biết, Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao ứng hóa ở thế gian? Vì ai ứng hóa vậy? Chính là vì những người này mà ứng hóa Những người này chín mùi rồi Họ có năng lực có thể đến được cõi trời sắc giới Khi đột phá sắc giới thiên thì liền chứng quả Thế tôn thị hiện tại thế gian Dùng thân phận của Phật Để thị hiện độ những người này căn bản chúng ta biết ngay trong đệ tử của Phật tuyệt đại bộ phận đều là đang tu hành trong tôn giáo còn có một bộ phận số ít nói số ít chứ số người vẫn là không ít xem như môn triết học như học thuật họ đều đạt đến cảnh giới này rất không dễ nếu nâng cao thêm lên sinh tử sáu đường họ liền đoạn dứt đạt đến cảnh giới này họ không cầu phật Phật biết Bạn không cầu Ngài Ngài cũng đến Kỳ thực Trong cảm ứng Có hiện cảm Hiện ứng Thầm cảm Hiện ứng Như chúng ta thường cầu Phật Bồ Tát Chân thật là đang cầu mỗi ngày Đó là cái cảm rõ ràng ứng của phật có minh hiển cũng có không minh hiển nhất định có ứng như chúng ta vừa rồi đã giảng trong những học phái trong giới tôn giáo ấn độ chân thật đạt đến tứ thiền bác định những người đạt đến tứ không định này họ không có cầu với phật bồ tát họ không có cầu có minh cảm Ứng của Phật là hiện ứng Phật thì hiện đến thế gian này Thi hiện thành đạo Là hiện ứng Phật ở nhân gian giảng kinh nói Pháp Chúng ta thường thấy ở trong kinh Phật Người trời tịnh cư Đến tham gia Pháp hội Đến nghe Phật giảng kinh nói Pháp Người trời tịnh cư Chính là tứ thiền thiên thế nên có bốn loại cảm bốn loại ứng chúng ta đã nói qua rất nhiều lần ở trong kinh hoa nghiêm cho nên biết pháp tánh pháp tánh là viên mãn pháp tánh là thể thanh tịnh tròn sáng ở trong đây không có hủy cấm Nhất định không có phạm giới Vì sao những Pháp thân Bồ Tát này Thì hiện ở thế gian Đối với giới luật Vẫn là chu đáo Từng ly như vậy Chấp trước đến như vậy Vì sao vậy Làm để cho chúng sanh sáu cõi xem họ đã viên mãn viên mãn của họ không phải là định cộng giới là đạo cộng giới họ thật đã thành đạo sau khi thành đạo có thứ nào là không viên mãn trí tuệ viên mãn đức hạnh viên mãn giới luật thuộc về đức hạnh tướng hảo viên mãn tương hảo là thuộc về phước đức được đại viên mãn hà tất còn phải chu đáo từng đi như vậy khởi tâm đầu niệm của các ngài cũng không có thì làm gì có phân biệt chấp trước vì sao phải làm như vậy đó là gì? đại từ đại bi là vì giáo hóa chúng sanh làm ra tấm gương tốt cho chúng sanh Học di nhân sư, hành di thế phạm Là biểu diễn thôi Thị cố tùy thuận pháp tánh Làm thế nào để tùy thuận pháp tánh vậy? Đoạn thứ nhất phía trước đã nói Tùy duyên diệu dụng Chúng ta đem nó phối hợp với nguyện thứ nhất của Tứ Hoàng Thề Nguyện Chúng sanh vô biên Thề Nguyện Độ Khi cứu giúp những chúng sanh khổ nạn Cảnh giới của chính chúng ta muốn cao hơn Cũng phải dán xuống mức thấp nhất này Ngày nay cho dù Ta có lấy được học vị tiến sĩ Hoặc giả là giáo thọ của lớp tiến sĩ thế nhưng hôm nay bảo bạn dạy học sinh của mầm non Vậy thì bạn cũng cần phải hạ thấp trình độ xuống để làm thầy giáo mầm non bạn mới có thể dạy chúng đạo lý là như vậy hoặc là trình độ tiểu học thì bạn phải hạ xuống đến mức thầy giáo tiểu học trình độ của trung học thì bạn phải hạ xuống thân phận của thầy giáo trung học Vậy mới có thể ứng cơ ban giáo Phạm phu sáu cõi Mê mất đi tự tánh quá lâu Thời gian quá dài Mê đã quá sâu Thế Tôn tùy thuận pháp tánh diễn ly phiền não tập khí làm ra một tấm gương đây chính là giới luật oai nghi hữu tắc Làm để cho chúng sanh xem trong tự tánh dũng thiện lão tổ tống của trung quốc đã nói tánh người vốn thiện nhưng chi sơ tánh bổn thiện hai câu đặt ở đầu tam tự kinh trong bổn thiện không có sát sanh cái ý niệm này cũng không có nhất định không có ý niệm tổn hại chúng sanh bổn tánh bạn thiện bổn thiện nhất định không có ý niệm chiếm đoạt lợi ích của người khác không trộm cắp Không có ý niệm dâm dục Thanh tịnh Không có ý niệm vọng ngữ Làm gì có hành vi gạt người Cho nên các vị phải biết Thập thiện nghiệp đạo Chính là bổn thiện của tánh đức Dũng dị chính là như vậy hiện tại bằng vì sao có thể biến thành thân có sát đạo dâm khẩu có giọng ngữ nói hai lời ý có tham sân si mạng vì sao vậy đó là tập khí vô lượng kiếp đến nay học xấu đi đó gọi là gì gọi là tập tánh cho nên mười ác là tập tánh của người Không phải là bộn tánh Tập tánh Chướng ngại bộn tánh Bạn không thể quay đầu Đại thánh đại hiền của thế xuất thế gian Đại từ đại bi đến dẫn dắt chúng ta Làm thế nào từ tập tánh Quay về lại với bụng tánh Cần phải xả bỏ đi tập tánh Bạn mới có thể quay đầu được Chân thật làm đến Không sát sanh phạm vi cảnh giới của điều này vô lượng vô biên nói tám dạng bốn ngàn nói ba ngàn oai nghi là sự thật không phải tùy tiện nói tuy là nói như vậy không phải cứu cánh viên mãn cứu cánh viên mãn làm gì có số tự chí ít cũng như trên đại kinh thường nói thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng hảo không có số tự Vậy mới là nói đến chỗ cứu cánh Chân thật là như vậy Cho nên một chút ý niệm Tổn hại người cũng không có Không chỉ là người Bao gồm cả dạng vật Tất cả động vật Côn trùng nhỏ nhất Tất cả thực vật Hoa cỏ cây lá Thậm chí đến núi sông đại địa Nhất định không có ý niệm tổn hại nó. Nhất định không thể để nó có ý niệm gì ta mà sanh phiền đạo. Không có. Đây mới là chân thật, hàng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức. Tùy hỷ chính là tùy duyên. Công đức chính là diệu dụng. Bồ Tát, vô lượng, vô biên, tế hành Quy, Quy nạp, nạp lại, lại Dường như là, không ngoài Thập thiện nghiệp đạo Mười điều này là tổng cương lĩnh đồng. Phía trước là bốn trọng giới Phía sau nói đồng. Diện ly đồng. Tham sân đồng. Khi trá yểm khúc tà kiến Đi đều là tập đánh, đều là tập khí, đều là tất cả căn nguyên của việc ác. Vì sao bạn có thể tạo nghiệp? Do nghiệp bất thiện, biến hiện ra ba cõi sáu đường do nghiệp bất thiện biến ra cho nên tham sân không nên có đi thuộc về ý nghiệp vậy phải thật tu mỗi giờ mỗi phút đều phải đề cao cảnh giác ta mới khởi một ý niệm cái ý niệm này đối với tất cả chúng sanh có dẫn đến tổn hại hay không Ta mở miệng nói một câu Lời nói này đối với tất cả chúng sanh Có thể dẫn đến hiểu lầm hay không? Ta làm một việc gì đó Xem việc này có lợi hay là có hại đối với chúng sanh Chu đáo ngoại mặt Đó là tu Bồ Tát hạnh giúp đỡ chính mình đoạn ác tu thiện quay đầu là bờ quay về tự tánh vậy thì đúng tùy thuận tánh đức là bồ tát hạnh rời xa tham sơn ở trong cảnh giới này thuận nghịch đối lập thiện ác đối lập hoàn cảnh nhân sự có người ác có người thiện người thiện cùng ở chung với chúng ta một cách hòa thuận tôn trọng lẫn nhau hợp tác lẫn nhau người ác là quan gia trái chủ nơi nơi đều đối đầu với bạn mỗi giờ mỗi phút đều gây phiền phức hủy bán bạn lăng nhục bạn hãm hại bạn đó là hoàn cảnh nhân sư trong hoàn cảnh vật chất có thuận cảnh có nghịch cảnh hiện tại chúng ta thường hay nghe nói nạn nước hạn hán nạn gió động đất còn có rất nhiều thứ bệnh truyền nhiễm hoàn cảnh vật chất làm thế nào ở trong hoàn cảnh này không khởi tham sân đó là tu hành đó là thật dùng công thuận cảnh thiện duyên không khởi tham tâm nghịch cảnh hoàn cảnh vật chất là nghịch cảnh hoàn cảnh dân sự là ác duyên không khởi sân nhuế chân thật học phật phải ở ngay chỗ này luyện công cho nên hoàn cảnh đối với người tu hành là đại ân đại đức không có hoàn cảnh thì tham sơn si mạng đoạn ở đâu bạn làm sao biết được bạn đã đoạn được rồi việc này phải ở trong cảnh giới mà tôi luyện ở trong kinh giáo nhận được tin tức này rồi phải ở trong cuộc sống thường ngày mà tôi luyện đó là thật công phu ở trong kinh phật dạy chúng ta đoạn tham sân si đến nơi nào để đoạn Chúng ta phải biết ngay trong thiện duyên Những người này có quan hệ rất mật thiết với chính mình Ngay đây không khởi tham luyến Khi cùng qua lại với quan gia trái chủ Không khởi sân hận Công phu này thành tựu rồi Hoàn cảnh cũng là như vậy hoàn cảnh rất tốt hoàn cảnh cư trú hoàn cảnh sinh hoạt có thể xả không có thầm luyện vì sao phải xả vậy chúng sanh nơi đó rất khổ chúng ta đến nơi đó giúp đỡ họ ta tuy là có hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt cũng phải nên xả bỏ Không có tham luyến Không nên tham luyến Hoàn cảnh rất ác liệt Khu vực tai nạn nghiêm trọng Đời sống rất là gian khổ Chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thì cần thiết phải đi Không từ khổ nhọc Không có oán hận Cho nên Hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Là giúp đỡ chúng ta Thành tựu chúng ta Các môn học định huệ cho chúng ta Đi đều là trong thời đại đặc biệt ở hiện tại này mỗi giờ mỗi phút mỗi chỗ mỗi nơi chúng ta đều có thể xem thấy sát đạo dâm vọng tham sân khi trá yểm khúc tà kiến cái gì gọi là tà kiến gốc của tà kiến chính là tự tư tự lợi nghiêm trọng nhất dính vào bốn tướng trên kim kim trang nói ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng đó là tà kiến vô ngã chấp trước có ngã vô nhân chấp trước có người vô chúng sanh chấp trước có chúng sanh vô thọ giả chấp trước có thọ giả thọ giả là thời gian không biết được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng cho rằng đó là chân thật khi vừa cho rằng kiến giải sai lầm thì liền tạo nghiệp phản ứng nghiệp báo là ba đường là khổ báo khổ báo ba đường cũng là mộng huyễn bào bọc cũng không phải là chân thật thế nhưng bạn có chấp trước đó là thật thụ thật ở trong đó nhận không ra khỏi thì giống như đang nằm trong mộng trong ác mộng lại thấy ác mộng chính là không thể tỉnh ra được khổ không nói ra lời cái khổ này là thật hay là giả vậy nói với bạn cũng là giả không phải là thật thế nhưng họ chính mình không biết họ tự mình cho rằng đó là thật người ngoài cuộc thì rõ ràng người ngoài cuộc là phật bồ tát người không ở trong ba cõi thấy được họ nằm mộng họ đang chịu khổ họ đang bị nạn yểm thông thường chúng ta gọi là nịnh bợ khúc là chính mình ủy khúc chính mình nịnh bợ người khác Điều có mong cầu phật nói với chúng ta những thứ này là chướng ngại nghiêm trọng ở trong cuộc sống thường ngày mỗi giờ mỗi khắc phản tỉnh nếu như có phải đoàn không có phải thường thường nhắc nhở chính mình không nên phạm những lỗi lầm này kinh đại thừa dạy rất hay đem chân tướng sự thật giảng được rõ ràng giảng được thấu triệt nhân sanh tại thế có thể có được không chúng ta thường hay nghĩ đến nói chuyện của bồ tát di lặc mới biết được trên kinh bát nhã đã nói tất cả pháp không sở hữu hết thảy không không thể được sau khi thật hiểu rồi đời sống rất an vui sức tự tại rất viên bản không có ý niệm được mất Có rất tốt Không có cũng rất tốt Vì sao vậy? Có Không hề tham luyến Không có Không hề quán giận Mãi mãi gìn giữ thanh tịnh Bình đẳng giác Đó chính là Phật Chính là Bồ Tát Từ trên thể gọi là Phật từ trên dùng gọi là Bồ Tát Mỗi ngày nâng cao lên cảnh giới của chính mình Mỗi niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Tích công bụi đức tích công bồi đức là đối với người thế gian mà nói. Nếu nâng lên cao mà xem, có công đức hay không? Nếu như bạn chấp trước có công đức thì sai rồi. Thì bạn liền rơi vào trong sáu cõi Siêu diệt sáu cõi Siêu diệt sáu cõi là làm mà không làm Không làm mà làm Công đức, phước đức Đều là đối với người thế gian mà nói Khuyến khích người thế gian Đoạn ác tu thiện Việc này cũng không phải là giả Hướng lên trên mà nhìn Không có những thứ này phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, ngay trong nhãn quan phạm phu chúng ta không từ khó nhọc, hy sinh phụng hiến để vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Đó là ngay trong tâm của chúng ta thấy được. Từ trên mà nhìn xuống không có khởi tâm, không có đồng niệm. Xem thấy hành động việc làm của họ, pháp dĩ như thị, tự tánh chúng dĩ chính là như vậy. Cũng như chuông trống vậy, bằng gõ nó, nó liền kêu. Bằng không gõ nó thì nó không kêu. Bằng gõ mạnh thì nó kêu lớn. Dòng mạnh kêu to, dùng nhỏ kêu nhỏ, không giọng không kêu. Giống dị như vậy. Chưa từng có khởi tâm đồng niệm qua Làm gì có phân biệt chấp trước Phía sau là hoàn toàn nói với chúng ta Cảnh giới hiện tại của chúng ta Diệt ứng diễn ly hối náo Thiệu dục tri túc Nại chí tiểu tội Tâm sanh đại bố nơi chốn náo nhiệt phải xa lánh phải đem dục vọng của chính mình hạ thấp xuống mức độ thấp nhất tri túc tri túc thường lạc người không biết đủ tràn đầy ức dạng của cải đời sống của họ cũng rất khổ người biết đủ không sở hữu thứ gì đời sống của họ được rất an vui bạn thường nghĩ con người ở đời muốn an vui hay là muốn khổ đau việc này rất đáng để chúng ta suy xét cả đời này của chúng ta hy vọng chúng ta sống được rất an vui hay là hy vọng chúng ta sống rất đau khổ trường giả đại phú tôi đã gặp qua tràn đầy ức dạng tiền của không phải là một ức hai ức mà là mấy mươi ức mấy trăm ức rất đau khổ buổi tối khi đi ngủ mỗi ngày đi ngủ đều phải dùng thuốc an thần không có thuốc an thần thì không thể ngủ họ nhiều tiền nghĩ được nghĩ mất sợ cổ phiếu xuống giá lại sợ người khác gạt họ lại sợ người khác cướp của họ không luận đi đến nơi đâu đều không có cảm giác an toàn còn phải mời rất nhiều bảo vệ khổ nói không ra lời chúng ta bằng lòng trải qua đời sống như vậy không đời sống như vậy thực tế mà nói không phải của con người Chúng ta đã nhìn thấy qua Đó là đời sống đau khổ Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni có trí tuệ Có cơ hội làm quốc dương Không làm Vì sao vậy? Làm quốc dương rất khổ sở Một tí tự do cũng không có làm gì bằng xuất gia tu hành giáo hóa chúng sanh tự tại như thế trên người không có một vật ngài không sợ người ta giật cũng không có món gì đáng để lấy chưa từng phải lo nghĩ qua những việc này ba y một bát dưới gốc cây ngủ một đêm giữa ngày ăn một buổi thật tự tại Cho nên người học Phật phải hiểu đạo lý này. Phải nhìn vào Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở Trung Quốc, vào hoàn cảnh hiện tại này, người xuất gia cũng có rất nhiều phước báo, cúng dường cũng rất nhiều. Phải dùng tâm trạng như thế nào? Tất cả đồ cúng dường, mọi người cùng chung hưởng. tuyệt đối không phải một người độc chiếm một người độc chiếm thì sự việc phát sanh khổ nạn của bạn liền đến tuy có như không hoàn toàn không để trong lòng tâm của bạn mới được tự tại trong tâm cứ nghĩ những thứ này vậy thì sai rồi tâm hiện tại của chúng ta chỉ niệm a di đà phật ngoài a di đà phật ra không để bất cứ thứ gì ở trong lòng cho nên nói những danh vọng lợi dưỡng này có cũng tốt không có cũng tốt căn bản không để ý đó tùy duyên trong tùy duyên đoạn tham sân si mạng nghi Vì thì đúng Vì thì được đại tự tài Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện cả đời tùy duyên cho chúng ta xem. Ngài nói cả đời Ngài chưa từng nói Kinh. Cả đời chưa từng nói Pháp. Thế nhưng đã giảng kinh nói Pháp hết 49 năm. Hiện tại chúng ta biết. Đó là như trên kinh lăng nghiêm đã nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng cho nên ngài nói ngài không hề nói chính là chính mình không hề muốn nói cái gì không hề tùy bệnh cho thuốc vì vậy nhà phật dùng thầy thuốc để làm thí dụ là một thí dụ rất tốt bạn xem một thầy thuốc ông có thể nói cả đời tôi chưa từng kê sẵn toa thuốc cho bệnh nhân bạn tin tưởng không bạn muốn hỏi tôi tôi tin tưởng Chưa từng tùy theo ý của chính mình kê sẵn một toa thuốc cho người uống Toa thuốc thì phải làm thế nào Bạn đến tôi phải xem bạn bệnh gì Bạn có những bệnh tật gì thì mới kê thuốc đó cho bạn uống Không phải tôi kê sẵn toa thuốc Để sẵn một toa thuốc đó Đưa cho người bảo phải uống toa thuốc đó Không phải vậy Cả đời Phật Thích Ca Mâu Ni Vì người giảng kinh nói Pháp cũng là như vậy đều là các bạn có vấn đề đến hỏi ngài giải quyết cho bạn chưa từng đó là chính mình mở sẵn phương pháp cho bạn lời nói này là thật mãi mãi là tùy duyên không phan duyên lặng nghiêm đói rất hay tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Hiện tại chúng ta trước mắt phải rời khỏi ở cái nơi đáo nhiệt. Hoàn cảnh chúng ta cư trú phải nên chọn lựa nơi hoàn cảnh yên tĩnh. Nơi ít có dấu chân người. Cho nên đạo tràng thời trước đều xây dựng trong núi hoặc trên đòn cao. Người thông thường không chịu đi đến. Đường núi không dễ đi. Rất khổ sở. Cho nên mới có vô sự bất đăng tam bảo điện. Thế nhưng hiện tại, Hiện tại thì phiền phức lớn rồi Những tổng lâm tự diện này Đều biến thành địa điểm tham quan du lịch Mở lộ tới nơi Thậm chí nơi quá cao Cũng có xe cáp treo Để cho du khách được rất nhiều thuận tiện Những nơi này Không thích hợp cho người tu hành làm đạo vì sao vậy? Quá náo nhiệt Đạo tràng náo nhiệt Vào đầu năm 1990 Lần đầu tôi về nước Gặp được triệu phát lão ở Bắc Kinh. Phát lão là đồng hương với tôi. Cho nên khi vừa gặp thì rất có nhân duyên. Lần đó, ông tiếp tôi hơn 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Hồng Kông có mười mấy vị đồng tu cùng đi với tôi. Họ đều rất kinh ngạc. Họ nói họ đã nghe được Phát lão tiếp khách nhiều nhất Không quá nửa giờ đồng hồ Chỉ mà tiếp ngài đến 4 tiếng rưỡi Thật là hy hữu Tôi nói qua với phát lão Chính là chùa miếu ở hiện tại Toàn bộ Phải nên mở rộng cửa Làm nơi thắng cảnh tham quan du lịch Bởi vì nó không thể tu hành Nó nổi tiếng nên giúp quốc gia mang về thu nhập đó là một việc tốt người ở trong các tự viện tất cả đều là đạo hữu trong nhà phật phải nên bồi dưỡng cho tốt đem phật pháp dùng cơ hội phương pháp giáo dục giới thiệu cho những khách tham quan bằng xem họ bỏ ra học phí tham quan du lịch mang tiền đến chúng ta phải có hồi đáp đem cái gì là phật pháp cái gì là chánh pháp tỉ mỉ giảng giải cho họ nghe họ hoan hỉ đạo tràng chân chính tu học giáo học thì phải xây mới xây ở rừng rậm hiện tại giao thông thuận tiện thông tin phát triển không cần xây quá nhiều tôi nói xây 10 cái đạo tràng là đủ rồi toàn quốc 10 cái đạo tràng thì đủ rồi phương thức kiến lập đạo tràng dựa theo là đại học của nước ngoài một cái đạo tràng chính là một cái thành phố phân ra hai bộ phận học hội tu hành học viện giáo học Giống như tình độ tông chúng ta Có học viện tình tông Đây là giáo học Bạn ở nơi đó Học tập kinh giáo Phải lên lớp Bên kia là học hội Trong học hội có niệm Phật đường Bên đó là lo niệm Phật Thì được rồi Trong thiền tông cũng có giảng đường Cũng có thiền đường mười tông phái của trung quốc có mười đạo tràng thì đủ rồi không cần đến những đạo tràng nhỏ làm gì đó là giao thông thuận tiện học tập hoàn truyền phật pháp đều phải nên thích ứng với thời đại. ở vào thời đại này, chúng ta phải nên dùng phương thức này để làm. Nó là linh động hoạt bát, không phải là khô cứng. Những tính độ tại gia, thì có thể dùng giáo dục từ xa. Giáo dục từ xa chính là dùng đường truyền, dùng truyền hình. Bạn có thể học ở tại nhà. Buổi tối, buổi ngày, sau khi bạn ăn cơm xong, khi nghỉ ngơi, lúc này có thể xem TV, đó là thời gian tốt nhất. Bạn đến lớp, bạn không phải xem các tiết mục khác. Mỗi ngày có thể lên lớp 2 giờ giáo dục tôn giáo giáo dục luân lý giáo dục nhân quả nếu mỗi ngày được 2 giờ mà nói nếu như bạn cố gắng nghe được một năm bạn sẽ được lợi ích rất lớn sẽ làm cho bạn được tâm bình khí hòa sẽ làm cho bạn tiêu trừ khẩn trương trong công việc của bạn nâng cao tố chất cũng giúp cho bạn lớn lên khỏe mạnh xã hội an định hòa thuận dùng biện pháp này có thể thực tiễn đó là thuộc về giáo dục xã hội trong giáo dục xã hội có thể bao gồm giáo dục gia đình của trung quốc từ xưa đến nay giáo dục học đường Giáo dục xã hội đều có thể bao gồm. Nếu như trong giới Phật giáo có thể có 100 Pháp sư thì đủ rồi. 100 Pháp sư đầy đủ truyền hình dạy tin. Đầy đủ đường truyền quốc tế thì có thể đủ cho tín đồ Phật giáo toàn quốc đối với tín đồ của toàn thế giới thúc đẩy giáo dục của phật đà nội dung của giáo dục phật đà cũng không ngoài năm khóa mục luân lý đạo đức nhân quả khoa học triết học cho nên những thiết bị của khoa học hiện tại phải vận dụng cho tốt so với quá khứ thuận tiện quá nhiều ngày xưa không có truyền thông giao thông không thuận tiện do đó phải xây dựng rất nhiều tòng lâm từ diện phải bồi dưỡng rất nhiều sư chất Hiện tại, có khoa học kỹ thuật cao mà nói, sư chất rất ít, cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tôi nói với Lão Pháp, ông nghe rồi rất phấn khởi. Khi chúng tôi gặp mặt, tuổi tác của ông lớn rồi. Đích thực là tâm có thừa mà sức không đủ. tôi ở nước ngoài ông thường hay quan tâm đến tôi mỗi năm tôi đều phải về nước gặp mặt với cụ ấy một hai lần đoạn sau nói đại chí tiểu tội tâm sanh đại bố lời nói này một tí cũng không quá đáng vì sao vậy tích tội nhỏ thì biến thành tội lớn tích tội nhẹ thì biến thành trọng tội. Cho nên giới nhỏ nhất, lỗi lầm nhỏ nhất phải có cái tâm cảnh giác cao độ. Ngay đời này chúng ta mới có thành tựu. Bởi vì ở hiện tại trong cái hoàn cảnh này, chúng ta tiếp nhận cơ hội giáo dục của thánh hiền quá ít cơ duyên này cũng rất là khó được thế nhưng chúng ta tiếp nhận ô nhiễm của xã hội cơ hội này thì có thể nói là quá nhiều Nhiều gấp trăm lần Cũng chưa đủ Chỉ ít phải dùng đến ngàn lần Để so sánh Ngay trong đời này của chúng ta có thể tiếp xúc được giáo dục của Thánh Hiện Chỉ được một phần ngàn 999 phần ngàn là bị huân tập, ô nhiễm, tập hợp rác rưởi. Bạn nói xem có thể được chăng? Cho nên ngày nay, cho dù gặp được Đại Thừa, sanh tâm hoan hỷ mà quay đầu rất khó. Đạo lý ngay chỗ này. Hiểu rõ chân tướng sự thật, thì bạn sẽ không còn trách người. Họ không thể quay đầu chúng ta biết có lý do không phải ngẫu nhiên cũng không phải lỗi lầm của họ bất đắc khinh ư như lai sợ chế cấm giới như lai chế ra giới cấm cơ bản nhất là 10 thiện 5 giới. 10 giới 24 oai nghi của sa di. Đó là cơ bản. Không thể xem nhẹ nó. Phải trân trọng đó Phải chân thật học tập 24 oai nghi Các vị tỉ mỉ mà xem qua Bạn xem thử xem có giống đệ tử quy không? Có giống cảm ứng thiên không? Sau đó bạn liền biết Chúng ta vì sao bắt đầu từ đệ tử quy và cảm ứng thiên? Bạn liền hiểu rõ. Năm xưa, tôi học giáo ở Đại Trung. Lão Sư Lý phát cho mỗi một học trò chúng tôi một bộ sách ông đưa cho chúng tôi tôi không nhớ được là quyển sách của nhà xuất bản nào là bộ sách đóng bìa cứng ngụ chủng di quy quyển sách này mãi đến ngày nay tôi vẫn còn lưu giữ Tuy là lão sư không giảng Bảo chúng tôi tự mình học tập Tiên sinh Trần Hoàng Mưu Đời nhà Thanh biên soạn Ngũ chủng di quy Những thứ này Đều là thuộc về giới luật oai nghi trong đó đặc biệt là đồng mông dưỡng chánh là căn bản của giới luật là nền tảng của giới luật nếu như tiếp nhận từ nhỏ giáo dục tốt như vậy đặt để nền tảng điều kiện thành thánh thành hiền cha mẹ có thể dễ dạy gặp được thầy tốt bạn hiền ngay trong một đời này chúng ta có lý do để tin tưởng họ có thể thành thánh thành hiền cho nên phật bồ tát là dạy mà ra khổng mạnh cũng là dạy mà ra mẹ của họ dạy ra họ cho nên có mẫu thân của thánh hiền mới có thánh hiền nhân xuất hiện ở thế gian có phật tổ xuất thế mới có bồ tát mới có đại thiện tri thức xuất hiện ở thế gian giáo hóa chúng sanh đoạn sau có mấy câu rất quan trọng thường hộ cơ hiềm bất linh chúng sanh vọng khởi quá tội dụng thử oai nghi trụ trì dĩ hóa chúng sanh giả Đặc biệt là một câu phía trước. Hiện thị ra tâm đại bồ đề, tâm đại từ bi, thường biết giữ gìn hiểm khích. Bạn có thể hộ trì oai nghi giới luật của bạn không để người khác châm biếm bạn ghét bỏ bạn vì sao vậy nếu như chúng sanh phê bình bạn thì họ tạo tội nghiệp phật vì để ngăn ngừa chúng sanh giọng khởi lỗi lầm với người xuất gia cho nên mới ngăn cấm người tại gia xem giới luật của người xuất gia chưa thọ qua đại giới thì không được xem giới tỳ kheo giới tỳ kheo giới tỳ kheo ni không được xem có phải là trong giới luật này có bí mật gì không? Không có, giới luật nói được rất rõ ràng. Người xuất gia chưa hẳn có thể làm được. Nếu như người tại gia xem thấy rồi đem cái tiêu chuẩn đó để phê bình người xuất gia, ông xem cái điều này ông cũng chưa làm được, điều kia ông cũng chưa làm được. Họ phê bình bạn thì họ liền có tội. Do đó không để cho người tại gia xem giới luật của người xuất gia là ngăn ngừa bạn tùy tiện phê bình người xuất gia tạo khẩu nghiệp đó là đại từ đại bi không phải là có bí mật gì việc này phải nên hiểu đó là trí tuệ của phật từ bi của phật họ không xem không hiểu thật là lỗi lầm nho nhỏ của người xuất gia họ cũng không biết nếu như họ xem họ hiểu biết được đội tình thì sẽ phê bình cho nên chính chúng ta đối với giới luật oai nghi nhỏ nhất cũng không dám xem thường cũng chính là không nên để người khác tùy tiện có những lời phê bình đối với chúng ta cái ý này là như vậy cho nên phải dùng oai nghi trụ trì này chúng ta sống một ngày thì phải nỗ lực làm một ngày đích thực là dùng tâm hạnh của chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm để cảm hóa chúng sanh chư phật bồ tát tổ sư đại đức thánh hiền thế xuất thế gian giáo hóa chúng sanh đều là dùng biện pháp này không phải ngôn giáo là thân giáo chính ta đã làm được rồi chính mình được thọ dụng đức hạnh của chính mình đã có học vấn cũng đã tốt rồi nếu không có đức hạnh học vấn là giả không phải thật có đức hạnh học vấn của họ là thật không phải là giả cái điểm này rất quan trọng Giáo hóa chúng sanh Phải đương vào đức hạnh Không phải dựa vào lời nói Lời nói trong thế trí biện thông có Họ không có đức hạnh Họ có thể xúi dục quần chúng họ không có chánh giáo việc này trong chánh pháp không dùng khi khổng phu tử ở đời có một người có thể nói lời khéo léo rất thông minh không đức hạnh đại khái khổng tử cũng không nói đến người đó là thiếu chánh Mão con người này chính là tà tri tà kiến miệng lưỡi lanh lợi trong nhà phật chúng ta gọi là biện tài vô ngại cho nên họ ở trong xã hội có rất nhiều người tin tưởng họ nghe lời họ khổng tử làm đại tư khấu cũng không cách gì cho bắt ông ấy giết đi phu tử chém thiếu chánh mão thiếu chánh mão phạm tội gì vậy ở vào pháp luật hiện tại ông ấy không có tội hiện tại tự do ngôn luận tự do xuất bản ông có lỗi gì chứ ông nhiễu loạn xã hội Do đó phu tử dùng biện pháp cứng rắn đem ông đi sự chém. Đó đều là đáng được chúng ta thức tỉnh. Chúng ta không thể đi con đường này. Giáo hóa chúng sanh, trước tiên chính mình nhất định phải học tốt. Không tự dạy học có bốn khoa. Thứ nhất, đức hạnh thứ hai ngôn ngữ thứ ba chánh sự thứ tư văn học đức hạnh xếp ở thứ nhất ngôn ngữ xếp ở thứ hai có thể thấy được lời nói không dễ dàng lời nói là đại học vấn đoạn sau đại sư để vấn đáp có hai vấn đáp giúp chúng ta đối với oai nghi luật nghi có thể có sự nghi hoặc hỏi Chuẩn, thượng, văn, sở, thuyết. Chân như nhất tướng, Phật thị vô dị, Cụ túc nhất thiết công đức giả, Hà cố yếu tu, Oai nghi đặng giới hành gia. Câu hỏi này rất hay. Chuẩn chính là căn cứ. Y cứ, theo phía trước đã nói. Bạn xem phía trước đã nói. Hiện nhất thể. khởi dị dụng thì tam biến đều là giảng chân như nhất tướng chúng sanh và phật không hai chúng sanh cùng phật từ trong lý thể đã nói không hai không khác ở trong đại kinh phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai đây chính là người đầy đủ tất cả công đức thì còn cần thiết gì chú trọng đến oai nghi chú trọng đến giới luật còn cần đến những thứ này sao vì sao ở bốn đức trong đoạn thứ hai nhấn mạnh đến như vậy xem trọng đến như vậy việc này khẳng định học kinh giáo đại thừa sẽ có nảy sanh loại nghi hoặc này phía sau đại sư dì chúng ta giải đáp đáp thí như đại mani bảo thể tánh minh tịnh cửu bị trần lụy nhi hữu thô uế chi cấu nhược nhân duy niệm bạo tánh bất dị dụng chủ chủng ma trị chung bất tác tịnh đi là từ ngay trong thí dụ để nói cái thí dụ này rất hay mani bảo là bảo ngọc đá quý mà chúng ta thường gọi đại mani bảo thì rất trân quý hiện tại người thế gian gọi mani bảo mọi người không hiểu gọi đá kim cương thì mọi người hiểu nếu như có một khối đá kim cương thật to giá trị đó liên thành thể tánh minh tịnh trong sạch sáng suốt nên chúng ta lấy cái này để làm thí dụ cửu bị trần lụy không có người biết đến nó nó bị những khoáng thạch trộn lẫn chỉ có số ít người chuyên môn nghiên cứu đối với những khoáng vật này họ biết được Họ có thể xem thấy ra được Trong đống đá này có đá quý Thế nhưng Cần phải đem Những tạp chất Các bụi này phải đem nó mài cho hết sạch thì mới có được loại đá quý này cũng chính là cần phải trải qua quá trình tôi luyện không trải qua tôi luyện nó trộn lẫn ở trong mỏ đá bạn có thể được thòi dụng của nó Chúng ta biết Như vàng bạc Lưu ly Phổ biến nhất là thủy tinh Đều là tinh hoa Ở trong mỏ đá khai thác những mỏ đá này không phải trải qua tinh luyện. Thí dụ này nói rất hay. Nếu như có người chỉ duy niệm bảo tính, bất dị chủng chủng ba trị, chung bất đắc tịnh, cái khối này tuy là đá quý Không thể hiển lộ được Bảo tính sáng đẹp của nó Bạn không biết Đem những cát đá Trộn lẫn mài dũa Cho sạch sẽ Bạn không thể dùng được nó phía sau gọi là pháp hợp chân như chi pháp thị tánh không tình cửu bị vô minh phiền não cấu nhiễm nhược nhân duy niệm chân như bất dĩ trì giới định huệ chủng chủng huân tu chung vô tịnh thời chuẩn thử nghĩa cố Lý tu trì giới giả Vì sao phải trì giới Vì sao giới nhỏ nhất cũng phải xem trọng Đạo lý ngay chỗ này Chân như chính là tự tánh Ở trong Đại Thừa cũng gọi là Pháp Tánh. thì tánh của nó là không là tình cái không này không phải là vô không 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 thể nói là vô không gọi là chân không bất không diệu hữu phi hữu Hữu gọi là diệu hữu Không gọi là chân không Vì sao vậy? Nó có thể hiện hữu Hữu là hữu tướng Tướng là gì? Tướng là vũ trụ Là giảng pháp trên đàn kinh nói rất hay năng sanh dạng pháp hòa thượng đổ thuận ở trong cương lĩnh giảng là hiện nhất thể cái nhất thể đó chính là chân như lý thể nó có thể khởi hai dụng Khởi hai dụng chính là năng sanh dạng pháp. Khởi hai dụng là có, là diệu hữu. Cho nên chân không, bất không. Nó có thể sanh diệu hữu. Thế nhưng, khi nó chưa gặp duyên, nó là không tịnh, Ở trong tình độ tông chúng ta Chính là thường tịch quan tịnh độ Các vị phải nên biết Thường tịch quan tịnh độ Chính là pháp tánh Trong đó không có hiện tượng vật chất Cũng không có hiện tượng tinh thần Tâm, sắc, hai pháp Đều bất khả đắc Thế nhưng, nó năng hiện dạng pháp năng hiện sắc tâm hai pháp sắc vô biên tâm cũng là vô biên cho nên trong kinh phật thường nói vũ trụ sum la dạng tượng là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Thị tánh Năng hiện Năng biến Hiện tại ở trên thân chúng ta Phạm phu sáu cõi chân thật là bị vô minh phiền não cấu nhiễm nhiều đời vô minh trong hoa nghiêm nói chính là vọng tưởng chính là khởi tâm động niệm phiền não chính là phân biệt chấp trước phân biệt là trần xa phiền não chấp trước là kiến tư phiền não thứ này cũng giống như mỏ đá kim cương vậy khoáng thạch bao lấy bên ngoài đó là ô nhiễm ô nhiễm đã quá lâu ô nhiễm quá nghiêm trọng quá sâu rồi không thể bỏ được những thứ này thì chân như bổn tánh của bạn không thể lộ ra cho nên nhược nhân duy niệm chân như hiện tại phật đem việc này nói với chúng ta chúng ta mỗi ngày niệm đến chân như mỗi ngày niệm đến bổn tánh có thể niệm ra được hay không không thể niệm ra vì sao niệm không ra vậy vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta thì đều đang tồn tại đó chính là chúng ta dùng vọng tâm để niệm chân như Nên không thể niệm ra cái thật Phải làm thế nào mới niệm ra được vậy? Bạn đem vọng xả bỏ thì chân liền hiện Cho nên có thể đem vọng tự phân biệt chấp trước buông bỏ Thì chân tâm liền hiển lộ làm thế nào buông bỏ chúng ta dùng giới định huệ huân tu miên mật chính là buông bỏ đi là nói với trình độ nào vậy đối với người căn tánh bậc trung mà nói thông thường gọi là căn tánh trung thượng căn tánh thượng thượng thì không cần thiết căn tánh thượng thượng chúng ta xem thấy ở trên kinh thích ca mâu ni phật là căn tánh thượng thượng ngài thật là không có đi qua con đường này thế tu, ngày gì chúng ta thì hiện ra ở bên ngoài tham học 12 năm 19 tuổi đến 30 tuổi. Sau cùng, khi đến năm 30 tuổi, đem tất cả thứ đã học trong 12 năm buông bỏ. Dòng tự phân biệt chấp trước thì đều buông bỏ. Ở dưới cội bồ đề, đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu như cái đã học trong 12 năm không chịu buông bỏ, thì nó biến thành sở tri chướng. Chướng ngại của chúng ta có hai loại. Một loại là phiền não chướng, một loại là sở tri chướng. Tự tư tự lợi. Tham sân si mạng là phiền não chướng. Thế Pháp mà chúng ta đã học là sở tri chướng. Phật Pháp đã học cũng là sở tri chướng. Việc này các vị phải biết. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Pháp còn nên xả, huống hộ phi Pháp. Chữ Pháp đó chính là Phật Pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm, Ngài đã phủ định không nói một câu Pháp nào. Ý nghĩa chính là nói với bạn. Bạn phải hiểu được chân thật nghĩa của nói Pháp. Kỳ Khai Kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, không thể chấp tướng. Không nên dính vào cái tướng của lời nói, không thể chấp vào tướng danh tự, danh tự thuật ngữ, không thể chấp vào tướng tâm duyên. Bạn phải đem những thứ này buông bỏ tất cả. Bạn mới chân thật hiểu được. Phật không nói mà nói. Vậy khi bạn học là không nghe mà nghe nghe mà không nghe nó liền tương ứng đây là một việc rất là khó khăn thế tôn vì chúng ta thì hiện lúc đó sau khi thế tôn thì hiện thành phật khởi tâm động niệm lời nói việc làm của ngài Từng ly, từng tí Đều tùy thuận tánh đức Bạn đem đó ghi chép lại Chính là giới luật Chính là oai nghi Chính là ba ngàn Chính là tám dạng Loại thị hiện này Là để người thượng trung hạ căn học tập Làm ra tấm gương cho họ xem Thật là từ bi đến tột đỉnh cho nên trì giới tu định khai huệ của Thế Tôn trùng trùng, huân tu tám dạng bốn ngàn pháp môn, đều là sau khi thành đạo. Hiển thị cho chúng ta xem. Chúng ta chưa khai ngộ, thế nhưng chiếu theo Ngài làm như vậy, thì không sai. Vì sao vậy? Đó là lưu lộ của tánh đức. Chưa thể kiến tánh, thì có thể trì giới cho tốt. Cũng có thể nói đó là hành vi kiến tánh. Hành vi hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Bạn xem tốt đến dường nào. Thật làm được lâu rồi, huân tu thời gian dài. Quân lâu rồi, bỗng nhiên liền được khai ngộ. Đây là từ ngoài vào trong, giúp cho bạn khai ngộ. Giúp cho bạn đem những phiền não, tập khí, trừ bỏ. Sau khi trừ đi phiền não, tập khí rồi, tâm tánh liền hiện tiền là từ bên ngoài hướng vào bên trong. Thích Ca Mâu Ni Phật là từ bên trong hướng ra ngoài. Đó là gì? Người thượng thượng căn. Ở Trung Quốc chúng ta xem thấy Đại sư Huệ Năng. Ngài cũng không trì giới tu định, cũng không làm những thứ này. Thế nhưng có thể thấy được khi Đại sư Huệ Năng còn trẻ là người con tận hiếu. Chân thật là hiếu thân. Chân thật biết được khiêm nhường, luôn tôn trọng người khác. Đây đều là lưu xuất từ nơi tánh đức. Chưa học mà Ngài đã biết. Ngài tự nhiên biết. Đó là người thượng thượng thừa. Cho nên ở dưới hội của ngụ tổ, chỉ mấy câu nói, Ngài liền triệt ngộ, ngài liền có thể đem dòng tượng phân biệt chấp trước buông bỏ triệt để cho nên thượng trung hạ tu học của ba căn tánh này đều cần phải dùng giới định huệ làm cho phiền não tập khí của chính mình những ô nhiễm trong tự tánh để nó đào thải hết đào thải sạch sẽ chân tâm hiện tiền Việc này không thể không biết. Cho nên, đối với Thượng Trung Hạ Ba căn giới hạnh oai nghi, thì rất là cần thiết. Hiện tại nói với chúng ta, để tự quy cảm ứng thiên, thập thiên nghiệp là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đạo lý ngay chỗ này. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A-di-đà-phật. you <laughs> vọng tây cư sĩ địa chỉ mail vọng tây cư sĩ amoc gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sinh đều tính niệm di